Dạ vâng. Lời đầu tiên Giày Nam gửi lời chào đến tất cả khách hàng. Và hôm nay thì Giày Nam chúng con có về một cái mẫu giày mới. Và tôi là đại diện của Giày Nam lại tiếp tục giới thiệu đến anh em một cái mẫu giày màu trắng nhìn rất là chơi. Đây là một trong những cái mẫu giày cũng vừa về cửa hàng, mang cái thương hiệu Duyên. Giày này là giày Hồng Kông anh em nhé. Giày này là giày Trung Quốc. Về tổng quan thì đây là một trong những cái mẫu giày màu trắng, đế trắng, nhìn khá là bắt mắt. Cái phần đế này mà phần da này mà tôi nghĩ rằng là da này không phải da trắng tinh mà là da trắng sữa. Da này da thật 100%, không phải là hàng xít. Vì tôi sờ da và tôi bóp tôi cảm thấy nó có cái độ mút tay. Đấy. Đó. Đầu tiên thì mình cầm giày thì mình cũng bắt đầu tôi cũng như kiểu là thay khách hàng để xem là chất lượng giày rồi giày như thế nào. Phần gót ở đằng sau thì được làm bằng da nỉ, bằng da lộn. Bên trong đôi giày, nội thất bên trong đôi giày, cái này được làm bằng cái gì đây? Cái này làm bằng cái gì đây? Là một lớp da mỏng vô cùng. Trời ơi, tôi chưa từng thấy một đôi giày nào mà được làm bằng da mỏng như vậy. Xem nào. À, cái này không phải là da anh em nhá. Cái này không phải là da, nó chỉ là dạng simply thôi. Cái này, cái thành này không phải là da anh em nhé. Cái lót này thì sao? Cái lót này cũng mỏng manh thế. Lót này làm bằng cái gì đây? Cũng cùng với chất liệu của cái thành. Thực ra đôi giày này là một trong những đôi giày, nói chung là nhìn kiểu dáng thì tôi thấy đẹp. Da mặt bề mặt thì rất ok. Da bề mặt là rất ok, nhưng mà riêng bên trong nội thất thì nói thực sự là tôi không được hài lòng. Nói thực sự không được hài lòng lắm. Vì cái da này nhìn nó cứ mỏng manh kiểu gì ạ. Đấy. Còn bên trong đôi giày thì Cái keo cũng không có mấy đâu, nhưng mà hơi bẩn bẩn ở đây. Nhưng mà nó không phải là cái chỗ tiếp xúc với bàn chân của chúng ta thì không quan trọng. Để trắng thì không ấy được. Thì theo tôi những cái đôi giày này ấy, anh em mà mua ấy thì cửa hàng sẽ tặng cho anh em một đôi lót nhé. Tặng cho anh em đôi lót xịn luôn đi, để cho nó đồng bộ với cái đôi giày. Vì thực ra đôi giày khá là xịn. Đôi giày nhìn bên ngoài khá đẹp, và thậm chí tôi nghĩ đi vào chân cũng sẽ rất đẹp. Bởi vì cái form này rất là đẹp ấy. Đi với cái quần kiểu quần kaki, quần jean, quần sáng màu, quần trắng đều rất đẹp. Tôi chắc chắn rồi, đi rất đẹp luôn. Nhưng mà mỗi cái lót này tôi thấy nó quá kém. Thì cửa hàng Giày Nam sẽ tặng cho anh em một đôi lót. Chú ý anh em, chú ý là khách hàng mua hàng, chú ý là yêu cầu vấn đề này để cho bên bộ phận nhân viên sẽ đóng hàng đầy đủ cho anh em. Đế thì cũng không mềm lắm. Vì cái dòng giày này là không phải giày đế mềm. Nó là giày đế nó mềm ở cái mức độ cho phép thôi, chứ nó không mềm quặt. Còn da thì da này thì da thật rồi. Nói chung là không mềm quặt, nhưng mà tôi có thể vò vào thì chắc là cũng vẫn được thôi. Bởi vì giày chúng ta đi thì chắc chắn là sẽ xảy ra tình trạng này. Anh em để ý nhá, những cái giày kém chất lượng nó sẽ có tình trạng đi vào da, có thể nó sẽ bị gãy đế, đứt đế. Thì những cái lỗi này là cực kỳ lớn. Kể cả bên Giày Nam cũng phải chịu trách nhiệm đổi cho khách hàng đôi mới nếu mà đi mà cái tình trạng mà đi mà bị gãy được đế này. Đó. Hoặc là rộp cái da này lên là da giả nhé. Đấy. Khi tôi bẻ xong thì tôi lật ra thì cơ bản cũng chả thấy có gì thay đổi nhiều, hơi biến dạng tí ti thôi. Đúng nhau cả. Đó. Bây giờ thử đi lên chân xem đôi giày như nào. Đôi giày này bên ngoài thì tạm được, bên trong thì giá cả thì nó cũng vừa miếng. Thực ra cái giá nó dao động khoảng tầm từ 800 đến 900 gì đấy. Cho nên là tiền nào phải đấy thôi. Giày Nam chúng con cũng sẽ bán những sản phẩm đúng với giá trị của nó. Chúng tôi cũng không treo đồ dê bán thịt chó. Không. Thứ nhất là, thứ hai là gì? Bán hàng đúng với chất lượng, đúng giá trị. Bỏ ra.
ra một khoản tiền nó hợp lý với cái sản phẩm của chúng ta mua lại, chứ không phải là bỏ tiền ra là mua vào cái sản phẩm dở hơi. Giày thì giày đều mà lại mua đắt, đúng không? Đây, bây giờ tôi lên chân đây. Tôi chắc chắn là sẽ phải yêu cầu bên xưởng phải sửa lại cái đuôi này. Đuôi này quá đẹp luôn. Phải nói thực sự là đuôi này tôi thấy rất đẹp. Riêng cái form thiết kế của đuôi này rất đẹp luôn. Và lần sau thì tôi sẽ yêu cầu bên xưởng người ta sẽ xử lý cái vấn đề về cái nội thất bên trong một chút. Người ta sẽ làm lại đẹp một chút ở cái nội thất bên trong nữa thì đôi này sẽ là hoàn hảo. Bởi vì đôi này nó có một cái mũi nhìn rất là bay. Đây anh em nhìn nhé, cái mũi nó hơi vếch lên, nó hơi bay một chút. Đó. Cái đế cũng rất là đẹp. Đế này thì không có gì để chê cả. Phong cách thiết kế của đôi này rất đẹp. Nhìn sĩ cực kỳ luôn. Đó. Đôi này màu trắng nhưng mà đế này không quá mềm, đế này cũng khá cao, đế này cao được 2-3 phân. Đó. Màu trắng này trắng sữa, trắng này đi rất dễ đi. Đó, rất đẹp. Mình thấy đôi này mình rất ưng, thiết kế rất đơn giản. Mỗi tội là cái nội thất bên trong hơi kém. Nói thật sự là nội thất bên trong kém. Không được hài lòng về cái nội thất bên trong. Thì như tôi đã nói rồi thì giày Nam sẽ tặng cho anh em một cái lót. Một cái lót nó xịn. Nó xứng đáng với cái giá trị của đôi giày này. Chứ nó không, cái lót của nó thì thôi bỏ đi. Lót của nó hơi bựa. Còn bề mặt da của đôi này thì đương nhiên là giày Nam chúng con vẫn bảo hành bình thường, vẫn hàng năm trời. Nếu mà bị rộp lên tự nhiên thì qua giày Nam đổi cho đôi khác nhá. Tức là không bong rộp tự nhiên, bởi vì đây là da thật 100%. Đó, thì tôi đã xỏ vào chân và đi xong. Thực ra tôi đi đôi cái quần này là quần dạng quần nỉ, cũng là tạm phù hợp thôi. Chứ còn để phù hợp nhất thì là quần kaki, quần jean. Thì đôi này đi nó sẽ hợp hơn. Lót hơi lở. Giày thì khá tốt nhưng mà lót thì hơi lở. Cảm ơn anh em rất là nhiều đã xem video của tôi. Chúc anh em có một sự lựa chọn thật sự là hoàn hảo. Xin chào và hẹn gặp lại anh em.